cứ bình tĩnh, không vội. Xong kiểu tức quá, xong rồi là ok nghe ăn rồi, xong rồi anh lên phòng ăn cơm, em đứng ở dưới chờ, xong rồi đi không biết nào, đi lên nhà để ăn bát cơm rồi đi đâu thì đi. Mình cảm thấy cứ từng kiểu như là không có chuyện gì xảy ra, thế là mình đi lên phòng mình khóc, đóng cửa vào phòng khóc rồi á, kiểu suy nghĩ linh tinh, xong phòng không ăn cơm xong đi vào mở ra là nhìn ai sẽ bỏng bỏng kiểu không ai sớm hơn rồi mình cứ nghĩ xong cái giờ phút đấy thì em cũng khóc thôi, thì mình cảm thấy như là chưa được một cái nhà như thế nào. Chắc là mình không đến nỗi mà mình bị kiểu rơi. Nếu có mua bây giờ thì là bảo không cưới thì tự nhiên mình phải tự quyết định. Mà rất là buồn nếu như mà cái chuyện đấy xảy ra. Nhưng mà nếu như mà có một câu nói là em bình tĩnh để suy nghĩ thì mình sẽ thấy yên tâm hơn. Không nói gì cả, cứ thái độ tầm 3-4 ngày không nói một câu gì. Không ai chứ. Như nào? Mình thì lo lắng, cái bụng cứ ví dụ qua một ngày nó to lên, mình cảm thấy mình cũng sợ chứ. Mình sợ chứ, bây giờ đấy thì mình sẽ yên tâm hơn. Đúng rồi, không hiểu đang nghĩ gì. Cưới mình không nhỉ? Cưới mình không nhỉ? Đấy, đấy, giai đoạn căng thẳng. Với cả là cũng nghĩ thêm một số vấn đề nữa, tại vì mình còn trẻ mà. Chứ đồ cưới bây giờ bị công cụ. Còn việc gì ăn chơi vậy? Không, sự nghiệp sẽ ra sao rồi, là bữa nhậu là sẽ ra sao đúng không? Tôi đang nghĩ là còn chỉ có mấy vấn đề đấy thôi. Nhưng còn về vấn đề mà em bé thì chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ. Chưa bao giờ, chưa xuất hiện một lần nào. Viện nói chuyện với gia đình hai bên. Rồi, nó ra dưới danh như thế nào? Đầu tiên là bước qua một rào cản cực lớn, thế là nói chuyện với bố mẹ mình trước. Đấy mới là cái giai đoạn à, bên nhà vợ lại không ngại nha. Bên nhà vợ thì từ các bác đến ông bà mọi người rất là vui, nhưng là không có rào cản với bên nhà vợ. Nói với nhà vợ phút một tích tắc xong không ngại, sẵn sàng luôn. Nhưng mà bố mẹ mình thì là một cái khó, bởi vì bố mẹ chỉ là nhà giáo, cho nên là cái tâm lý và cái cách mà tư duy nó hơi kiểu truyền thống. Và khi một việc đầu tiên là mình lấy một người vợ mà nghệ thuật là bắt đầu là đủ các loại văn rồi. Trong khi mình cũng làm nghệ thuật thôi. Thế nhưng mà lúc đấy bố mẹ đã biết là có em bé chưa? Chưa. Chưa biết, đấy. Nhưng mà Tùng giải quyết rất là nhanh. Bố mẹ ra nói chuyện với bố mẹ thì gọi mẹ ơi, bố ơi, con cần nói chuyện. Nói luôn. Anh đã nói như thế nào? À, đấy, chưa biết đấy. Bây giờ chip có bầu rồi, có làm nào đi. Bây giờ hỏi ý kiến. Sau đó thì bố thì còn tâm lý hơn trong lúc đấy, còn mẹ thì đứng kiểu mặt ôi chết rồi. Con với cháu trai đặt bát cơm xuống rất bình tĩnh. Thế là như nào? Bố thì chỉ nói là cứ cố gắng xem, suy nghĩ kỹ xem có cần, có chắc chắn cưới không, nếu mà không thì bảo bố thế nào đấy. Còn mẹ thì chỉ hỏi đúng con bây giờ như nào. Thì tụi đã trả lời như nào thì lúc đấy không biết làm gì luôn ấy. Thế là cuối cùng mình cũng nói chuyện qua lại một lúc thì cũng quyết định là con, sao là con xác định là con sẽ cưới. Chip thì mẹ thì vẫn là dỗi thì tâm lý mẹ thì bao giờ cũng thế mà, thứ nhất là lo cho con, tại vì là con đi đâu chưa được bao lâu, mà trong nhà thì hai người phụ nữ khác vào máu thì không bao giờ có chuyện là trong nhau không bao giờ. Về sau khi đã cưới nhau về xong rồi thì hai người có thay đổi gì không? Vẫn chưa hòa hợp nhiều. Nhìn kiểu tính cách của cái lúc cưới chính xác và lúc bắt đầu yêu nhau đấy. Yêu thì cãi nhau nhiều lắm. Lúc đấy là thời gian để tìm hiểu. Năm đầu tiên mà con trai 10 tuổi thì cãi nhau liên miên liên tục, bởi vì là như kiểu là mới yêu bắt đầu các cái cuộc cãi vã va chạm bắt đầu mới xảy ra, tính cách thế này nó mới lòi ra, cách vợ như này lòi ra, chồng lòi ra, rồi cãi nhau, rồi là cũng đánh nhau, rồi là cũng nói nhau, là đánh nhau luôn. Cũng đánh nhau luôn. Chửi nhau tao mày suốt. Không hỏi là vừa đâu thì lắm nha. Thế ra thì bà này cũng đầu gấu, tuổi chó mà. Tính cũng hò chó lắm. Thế là nóng tính. Mà ông này thì cứ chừ chừ dần dần lầm lì, cứ lì lì. Mình không thể nào lần thì mình nghiền quá. Thì em thì hơi nóng vội. Mỗi cái câu chuyện nó xảy ra mình hay kiểu có cái cách giải quyết là mình muốn phải nói thẳng nói luôn. Là đến một ngày đó mình kiểu bị dồn nén là mình sẽ bị. Có một cái hôm cãi nhau vì bất nước mắm anh ạ, một lý do rất là vớ vẩn vì là huyền thoại. Thực ra ném hết cả bát chỉ đơn giản là vì cái bát nước mắm, mà trước lúc đấy là quá nhiều cái câu chuyện chồng vô tâm, không quan tâm đến vợ này. Lúc này chỉ có máy tính 24/24, không biết vợ con như nào, không quan tâm. Mình cứ một mình với con một phòng cứ thế lăn lộn cả đêm hài rất là tủi thân. Đúng cái thời điểm đấy thì mình chưa biết nghĩ. Lúc nào tâm đến thì mình tâm còn cớ mình nói tập trung đấy, thì cũng là cái thời điểm đấy là điểm khó khăn đi, đúng không?
kinh tế không có. Với là kinh tế còn đỡ. Nhau con còn nhỏ, đuổi. Em không đi làm được. Bố chồng em là người kinh tế chính này. Rất nhiều stress đấy ra xong rồi. Xong rồi đã căng thẳng với bà này ở nhà lúc nào bán bồ bà cũng như này. Bán bồ bà cũng như này. Anh người hiểu, tức là tại vì là khi mà phụ nữ của em bé nó thay đổi nhiều lắm. Đúng rồi. Không hiểu tại sao mình tự nhiên mình bị như này nhạy cảm. Thế mất bao lâu thì anh Tùng mới hiểu được vấn đề và cái bước ngoặt của cái việc hiểu ra như thế, như anh gọi là lúc đó không biết nghĩ. Thế thì bước ngoặt nào đã khiến cho anh từ người đàn ông chưa biết nghĩ trở thành người đàn ông biết nghĩ? Cái mà để mình lớn và chuyển thành nhận, tức là con mình nhìn là nó tự lớn. không cần phải ai dạy, cũng chẳng cần học ai. Chính xác. Chính là con mình là tự lớn. Chính con là người dạy mình cách làm cha làm mẹ, đúng không? Bây giờ CJ rất muốn cả hai bạn kể những ước thật xấu của cả hai bạn nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho cơ hội để kể ba thật xấu cho đều đánh nhau. Được chưa? Ok. Anh Tùng thì cực kỳ lười. Lười lắm luôn ấy. Ui. Cái này trước khi cưới em có biết không? Đấy. Vỡ mộng. Ôi dồi ôi, lười lắm. Khi mà đã ngồi ôm cái máy tính rồi là có hét bên tai cũng không thể bảo được cái gì hết. Anh chỉ thích làm việc với chuyên môn thôi. Còn tất cả các cái khác là rất chăm về chuyên môn. Nhưng mà rất lười về kể cả việc thể hiện tình yêu với vợ cũng lười luôn. Rồi tiếp. Còn người mình đã ta. Trong lúc đang suy nghĩ, nhường cho anh Tùng kể một tật xấu của vợ nào. Một cái mà thực ra ám ảnh nhất vẫn là nói nhất. Ám ảnh. Có một câu chuyện là rất nhiều lần mình đang làm nhạc ở trong phòng studio của mình. Thực ra thì chẳng có tiếng gì cả. Tự nhiên mình quay ra cửa, ơ vợ gọi chồng à. Không là cái âm thanh nó bị ám ảnh trong đầu ấy, nó cứ lẩn quẩn trong đầu đang làm nhạc. Thế là xong rồi mà vợ thì đang rửa bát ngoài kia, bảo đâu vợ có nói gì đâu. Ma. Rất nhiều lần như thế rồi. Bởi vì vợ nói nhiều đến mức mà tiếng thì cái âm vang trong đầu đúng, của Echo. Nhưng mà cái bà này ấy là bà ấy nói theo cái kiểu là bà chuyện gì bà cũng nói. Bà liên tục. Tại anh nói quá ít mà anh ấy nói. Chính vì từ lúc quá mà yêu bà này và cưới bà này thì mình cũng bắt đầu mới học được cái cách nói lên. Nói nhiều lên. Mình đã từng thử và đã tìm cách đó là mua cho bà ấy một cái PC. Hai vợ chồng vừa bán CSGO với nhau. CSGO. Nhưng cũng không ăn thua cuối cùng vẫn. Bây giờ mà bà không nói là mình đúng kiểu mình cảm giác khiếu luôn. Nghĩa là thời gian đầu thì rất là ám ảnh. Như kiểu là một cái âm thanh gì đấy vọng bên tai, nó cứ lẩn quẩn, nó cứ đự kiểu chồng ơi chồng thế này chồng thế nọ bla 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 bla. Nhưng mà sau mình sẽ thành cái thói quen. Bây giờ em luôn. Nói ít hơn rất nhiều vì ngày xưa là anh chưa hiểu anh ý. Đâu thực ra nó vẫn thế đấy. Tức là rất là chưa biết. Đâu, ngày xưa là biết ngày nào cũng nói đúng không? Bây giờ thì anh ý mở mắt ra, anh chỉ làm công việc của anh ý. Anh chỉ về nhà buổi tối thôi. Thì có thể mình sẽ nói chuyện trong vòng 1 tiếng vào buổi tối. Nếu như anh không muốn nghe là mình không nói nữa. Gọi điện cho bạn. Đấy, tức là mình vẫn nói. Mình không nói nữa. Nhưng mà mình vẫn đang ngồi làm việc và bà ấy ngồi bà ấy khôn cho bạn bè ở đây ở ngoài. Như mọi người cũng biết thì khi mà chị em phụ nữ mà chơi thân với nhau, mà nói chuyện với nhau chứ ôi trời ơi. Không thể hết chuyện được. Không bao giờ kết thúc. Hợp lý đấy. Nói chung là cái này là buổi chuyển xoay nhau thôi. Tiếp tục đi, tập phần thứ 2 của anh Tùng. Là vô tâm ạ. Thực ra cũng không phải là vô tâm là sai, mà thực ra là mình không biết cách thể hiện tình cảm ra ngoài. Là mình thể hiện theo cái kiểu ví dụ như đùng một cái một thời gian rồi mình làm cái gì mình tặng người rất là big, người rất là lớn thì đấy là kiểu dạng. Nhưng mà ví dụ bạn thể hiện tình cảm theo kiểu là cứ phải nói yêu hay là phải nói kiểu mấy cái từ kiểu mắt vợ thì chịu không làm được. Đây đây là cái hai người không hiểu nhau này. Cái con tâm ở đây là gì, một ngày cũng phải biết là vợ mình làm gì, ở đâu, ăn uống gì chưa. Như thế thế này gọi điện thoại. Nhưng mà nhá, đột nhiên nếu như em đã không là người chủ động thì không bao giờ chủ động. Wow. Thì hai vợ chồng là người thuận tâm cho nên là cái giờ giấc nó lung tung, nó không có, gần như là lâu lâu mới được một bữa cơm ở nhà. Đây là lại quanh co rồi này, nó không phải, nó không phải là vấn đề. Bởi vì vấn đề nếu như thực sự là chủ động với nhau tốt nhất sẽ có nét, là đương nhiên là mình không ấy thì người ta vẫn sẽ tự ăn được thôi. Nhưng cái ở đây muốn nói là mình nghĩ về nhau thì mình sẽ gọi điện alo ăn chưa,
đang gì ta giả ơi thôi chẳng hạn việc tiếp nhé như thế đó là một cái cách là mình vẫn đang liên kết với nhau đi về nhau. Tức là theo em được hiểu thì là hai người có hai cái ngôn ngữ thể hiện tình yêu khác nhau. Khác nhau. Anh Tùng thì là một cái ngôn ngữ là làm và thể hiện và gọi là thể hiện ra bằng kết quả. Còn đối với Ngân thì là Ngân muốn được thể hiện bằng những cái cử chỉ, hành động, cái sự quan tâm và những gọi là affection đấy. Đấy. Thì cái này thì hai người sẽ dần dần hiểu nhau hơn thôi. Nhưng nếu như mà có thể muốn đối phương thay đổi một điều gì đó thì là Ngân và Tùng sẽ muốn vợ chồng mình thay đổi điều gì? Thực chị anh chỉ muốn anh ấy là con vợ thay đổi ngôn ngữ tình yêu đúng không? Còn anh Tùng thì sao? Có một số cái nhỏ thôi. Nhưng ví dụ muốn vợ mình thay đổi thứ nhất là về vấn đề nói thì không phải là vấn đề nói nhiều hay không. Mà nói đúng lúc đúng chỗ. Đúng lúc đúng chỗ. Đúng lúc đúng chỗ. Vâng. Ở nhà một kiểu nhưng mà khi đi ra ngoài lại cũng phải có một kiểu khác nữa. Rồi. Sao để mình cân bằng được những cái đấy. Và về vấn đề suy nghĩ nữa. Nghĩa là vợ mình rất hay bị vấn đề là suy nghĩ nhưng mà nghĩ không vào vấn đề thì nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Cho nên nghĩ luẩn quẩn. Xong từ những cái suy nghĩ luẩn quẩn nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái suy nghĩ khác. Nó không tốt. Thì mình chỉ cần nghĩ vào đúng trọng tâm vấn đề. Bộ nào của đàn bà làm khác nhau. Giải quyết nhanh gọn. Tại vì thực ra hai vợ chồng có một cái tính nghĩ là giống nhau đấy. Đó là về cái việc mà nói thẳng, nói thật và không tự ái. Ai đều có. Ok, câu hỏi đầu tiên. 1, 2, 3. Tôi không thích người yêu cũ của vợ hay chồng mình. Wow. Người yêu cũ là cái người làm cho anh không uống hết được cốc trà đây. Ok, người yêu cũ là người yêu cũ đối với Tùng là người đã đeo bài lên xe máy đúng không? Nhìn là người đấy đúng không? Đúng. Nhìn đôi mắt là anh Tùng. Nói chung là nhìn cũng khó chịu lắm. Không đẹp trai bằng mình, hay là đẹp trai hơn mình quá nhiều như là mình ghét. Thực ra thì cậu đấy thì đẹp trai mình là đẹp trai hơn và lại còn nhìn đô hơn nữa. Nhưng mà cuối cùng có sớm có được gì đâu. Chiến thắng vẫn nằm trong tay anh đúng không? Chính xác. Wow. Chỉ có lý do để mình không thích rồi đúng không? Thế còn ngay thì sao? Em đã bao giờ gặp người yêu cũ của anh Tùng chưa? Rồi em còn biết rồi, cũng chơi với nhau, cũng trong một nhóm nhạc. Wow, ok. Thì không có lý do gì để ghét nhạc đúng không? Chính xác. Tôi đã từng rung động trước người khác khi còn đang yêu đối phương. Ồ. Không nên trung tình. Thật đấy. Không tin. Bạn tung lung tung. Không tin. Em mà đã thích hay là yêu ai là kiểu mình trong mắt mình là mọi thứ là nó chỉ là để mình thôi, thôi. Chẳng có một tí gọi là rung động gì hết. Rồi, ok. Thích thì không có. Thế cái lúc mà anh Tùng đang rung động người khác thì Ngân có biết không, có cảm nhận được không? Rung động lúc nào đấy. Thực ra thì không phải là rung động mà cái lúc mà bắt đầu yêu ấy tầm 1 tháng đầu, 1-2 tháng đầu ấy thì mình vẫn lúc đấy là mình đang trong cái tuổi trẻ mà. Lại tuổi trẻ mà. Nó đang nhìn ngắm mình, nó đang ngắm nghía kiểu. Rồi, tìm hiểu xem là ok. Em chỉ muốn là biết từ lúc kết hôn thôi, còn lúc trước đấy em không muốn biết. Lúc kết hôn là không. Lúc đấy thì đương nhiên là không rồi. Trước khi kết thúc chương trình thì CJ và Obi có một thử thách nhỏ dành cho anh Tùng để coi như là tạo tiền đề cho một cái thói quen mới cho gia đình sau chương trình này trở về thì sẽ yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn và hạnh phúc hơn. Anh Tùng đã sẵn sàng chưa? Ok. Bây giờ Obi muốn là anh Tùng hãy nhìn vào mắt Ngân 30 giây hoặc nhiều hơn tùy ý và hãy nói với Ngân bằng cái ngôn ngữ tình yêu mà Ngân vẫn hằng mong muốn. Khó nhỉ. Đây mới là thử thách mà. Rồi, hai bạn. Nói gì mình muốn thôi. Vợ đã ăn cơm tối. Đã ăn cơm tối chứ. Cùng nhau một cái để kết thúc mình nhỉ. Thì người mình thấy có được không? Ok, được. Nhà về nhà nhớ phải nói nhá. Em sẽ giải quyết ở nhà sau. Đóng cửa vào nhau. Thích chưa mời. Này có như kiểu bạn ấy. Bạn đời. Ok, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào số tiếp theo. CJ với OB, xin chào và hẹn gặp lại. Mới giới thiệu lại những chuyện nha. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Lê Hạ, sinh năm 1990, quê ở Bình Thuận, hiện đang làm giúp sinh sống ở làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh.
Ở đâu em? Dạ, ở Gò Vấp ạ. Mình sống với ai em ơi? Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ với em trai. Dạ, mình dạy ở đâu em? Dạ, em dạy ở Gò Vấp, trường mầm non Tâm Toàn Cầu. Giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh là những cái mạnh của mình, hát hò, nhảy múa, nấu ăn, cái gì mà hát gì đó. Em thì hát được, thích nấu ăn. Hát được hả? Hát cho chị vài câu nha. Dạ, hiện tại thì em đang bị ho, đang đau họng quá chị. Một vài câu, chị không có kêu hát nhiều. Kêu cái em quên mất không biết hát về gì nữa. Hát được. Được rồi, còn điểm mạnh gì nữa? Dạ, nấu ăn. Rồi, còn không nè. Dạ, chắc là hay lắm đúng không? Có thể làm mấy cái đồ mà handmade này kia để cho các bé chơi đúng không? À dạ, cái đó thì em có thể làm được nhưng mà không có khéo tay lắm hả? Có thể làm được là hay rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là hơi bị tự ti á chị. Em đã từng ly hôn. Ly hôn rồi à? Dạ. Rồi mình có cháu nào không em? Dạ, dạ không chị. Em có đây 6 năm. Ly hôn cách đây 6 năm. Vậy là em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ, năm em 25. Rồi lý do thì sao mình ly hôn? Ủa, mình cưới được bao lâu thì ly hôn em? Dạ, rồi em sống với nhau được không ạ? Cưới nhau 6 tháng rồi là ly hôn rồi. Dạ. Là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay sao em? Dạ đúng rồi, vấn đề hai bên gia đình nữa. Nói chung là người lớn, còn tại vì em là nhưng nghe lời mẹ quá cho nên là tụi em cứ dừng lại. Cái chị không biết chủ đi. Cái chồng em lời mẹ là nghe lời như thế nào để nó có em coi, ví dụ như người sau, ví dụ chị giới thiệu nó ở mức độ nào thì là em cảm thấy là không đó. Tại vì chồng em á, mẹ chồng em á kiểu là không ưng em, xong rồi là muốn con của mình là dừng lại á, là chồng em là nghe lời, trong khi đó là em đã năn nỉ chồng là nếu mà không ở được với ba mẹ thì thôi chồng dọn ra riêng để từ từ rồi thuyết phục hai bên gia đình sau, nhưng mà chồng em không có đồng ý. Đó là chắc là anh phải với em phải dừng lại để anh về sống với ba mẹ anh, báo hiếu cho ba mẹ anh. Ủa, nhưng mà lý do tại sao lại không ưa em á em? Dạ, tại vì em thì em không có làm được nghề nông á, mà mẹ chồng em thì muốn con dâu là phải làm nông rồi. Đạt mà hồi trước ấy, khi mà em tìm hiểu thì em có biết cái điều đó không á? Dạ không, lúc mà tìm hiểu thì chồng em nói là anh chỉ cần một người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để phụ má anh làm việc thôi. Khi cưới nhau giờ rồi xong là ba chồng mới nói là không lẽ giờ má chồng con ra làm ở ngoài ruộng mà con ở trong nhà thì cũng khó coi quá. Thôi con ra con phụ má được gì thì phụ. Mà tại vì từ nhỏ tới lớn là em không có làm nông được. Xong rồi bắt đầu mẹ chồng càng ngày càng thấy không hợp, không thích nữa. Rồi kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ đủ thứ á. Vậy là sau 6 tháng là chia tay luôn. Dạ. Là em quen bao lâu mà em tiến đến kết hôn vậy? Dạ, chắc tầm 5-6 tháng á chị. Trời ơi. Ok. Rồi, ly hôn
5 năm qua, 6 năm qua chứ, thì em có tìm ai yêu thêm ai không? Dạ, cũng có một người, xong rồi người ta kiểu người ta cũng thấy em ly hôn rồi á, người ta cũng không có thích lắm, gia đình người ta cũng dạng khó khăn á, là không muốn con trai người ta lấy gái đã có chồng rồi, nên là thôi, tụi em cũng thôi luôn, bây giờ em không quen ai hết. Lâu em quen người sau á được bao lâu? À, quen được 2 năm, lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, là em quen bạn đó. Ừ. 2 năm mà chỉ cho như vậy thôi rồi em dừng đó dừng. Dạ, tại vì cái lúc đó là người ta nói là gia đình anh á thì hồi trước tới giờ là không có ai vậy hết. Bây giờ anh mà cưới em á thì em đã đám cưới một lần rồi, không biết là gia đình em có tổ chức đám cưới cho em hay không. Rồi nói những cái câu mà làm cho mình bị tự ti á chị, xong rồi là nên thôi em dừng lại. Và bạn đó cũng có người khác, chắc là bạn đó có người khác nên bạn đó kiếm chuyện. Là sau khi chia tay mới biết bạn có bạn khác hả? Dạ đúng rồi. Sau khi chia tay thì bạn đó quen cái bạn làm chung công ty luôn. Rồi hình như hai bạn bây giờ là đã kết hôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình muốn mẫu người như thế nào à, Hạ ơi? Dạ. Một người đàn ông trước mắt thì cao hơn em, có nghề nghiệp ổn định, đủ đảm bảo để cuộc sống của vợ con. Một người em rồi định là ổn định là thu nhập bao nhiêu, em cho chị cái mức luôn đi ha. Nếu mà đàn ông mà sống ở Sài Gòn thì chắc là phải tầm trên 10 triệu. Rồi, cao thì sao, em nói cao hơn em là cao bao nhiêu được? Cao hơn em thì tầm 1m7. Em cao mét 5. Dạ em cao 1m6. Rồi 10 triệu trở lên thì đủ đúng không? Rồi bên là diễn tả cho chị một xíu ha, để chị nhìn bằng mắt thường này, là chị thấy được là cái anh đó nó ảnh phù hợp với em, ví dụ như là tóc, tai, mặt, mũi, miệng, tay chân, da, tóc đồ. Dạ cái đó thì em dễ tính, nếu mà mình cái tóc tai mình có thể thay đổi được, em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Chủ yếu là tấm lòng người ta như thế nào thôi à. Ok chị, thật chị sẽ, nhưng mà em cũng phải nói là người đó mập hay ốm hay như thế nào đó. Chứ mà ví dụ dạ mập hay ốm hả, em thích là vừa mập mẫm mỉm là được rồi, không ốm quá cũng không mập quá. Em rồi có cái gu nào nhất định không em, ví dụ như anh Quyền Linh hay là anh Bình Minh hay là ai chẳng hạn, để chị nhìn vô chị còn biết cái gu em là gì. Chứ mà bây giờ em cứ nói chung chung thì chị chẳng lẽ chị ghét ai cũng được, cũng kỳ ha. Dạ anh Quyền Linh cũng được, mọi người đàn ông của gia đình. Rồi nghề nghiệp nghề miễn sao là trên 10 triệu thì chị ok rồi. Tuổi thì sao em ơi? Ta dạ. Bán tuổi thì hơn tuổi của em, hơn từ 2 tuổi là được không? Gọi nhỏ hơn em được không? Nhỏ hơn em thì em sợ người ta không chịu em thôi chứ. Chút đi nè, chứ chị không hỏi người ta đâu. Chị ta giờ sẽ dạ. Cách nói nhỏ hơn cũng được, nhưng mà nhỏ ít thôi, tầm 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Tại vì phụ nữ mình sau này sẽ già hơn đàn ông nhiều lắm. À, cái anh đó anh cũng ly dị như em vậy, em con thì em ok không? Nếu mà ly hôn rồi đã có con rồi hả chị? Ừ. Nếu với điều kiện là anh đó ảnh tốt chứ không phải là em sợ là những người ly hôn rồi á là có vấn đề giống như kiểu chồng của em, nên em không
niềm tin nhiều chứ. Chọn ly hôn là ly hôn do không hợp nhau chứ không phải là gì ly hôn về vấn đề là nghe lời mẹ giống như chồng em đúng không? À đúng rồi.